Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm canh Tý. Ngày này là ngày kỷ mão, tháng kỵ sửu năm canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày kỵ mão, tức chi khắc với can, có nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm thành đầu thổ, kỵ tuổi, quý dậu, ất dậu, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tí, hại thìn phá ngọ và tuyệt thân về tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân dậu ất dậu tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc. Khai trương, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc. Khai trương, giao dịch, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc. Sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đốn xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, tý ngọa mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Tý, dù là bạn rất thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đó không phải là lý do để cho bạn hay tỏa ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh cho rằng người ta chỉ khiến cho mình vướng vào nhiều rắc rối. Với bạn tuổi Tý, bạn thường xuyên nói năng không suy nghĩ cho nên trong ngày hôm nay cũng dễ đắc tội với người khác và bạn cần phải chú ý trong giao tiếp khi muốn góp ý với ai đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề lại gây tổn thương cho người khác bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi tý chỉ cần chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình là rất có thể bạn sẽ được thăng tín một cách nhanh chóng và với bạn tuổi tý đừng có tự tách mình ra khỏi tập thể bởi chẳng ai có thể làm tất cả mọi việc một mình được cả. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có tầm nhìn xa trong rộng, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy không nên coi thường mọi người xung quanh, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa chú ý trong khi giao tiếp với mọi người, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ dễ làm mất lòng người khác, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc quan tâm tới đồng nghiệp nhiều hơn. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ Vi Tuổi Sửu Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ Nhật này với ba tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Sửu có thể sẽ phát tài dựa trên những công việc làm thêm của mình. Và với ba tuổi Sửu, bạn vốn là người nghiêm túc, và hết mình trong tất cả mọi công việc. Vì thế, công sức của bạn đã bỏ ra sẽ được đền đáp hoàn toàn xứng đáng cho bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi xỉu bạn lại cần phải chú ý đến cách chi tiêu tiền của mình, đặc biệt là không nên vung tiền chỉ vì sự sĩ diện, tiết kiệm về tiền bạc là một việc làm rất hữu ích, giúp cho bạn không phải bối rối kể cả khi có bất trắc xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi Sửu bạn cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Chuyện tình cảm giữa vợ và chồng không được như ý, đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề không được thống nhất với nhau. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau hơn. Vì thế, mà với bạn tuổi xỉu không nên cảm thấy quá lo lắng hay là bi quan. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim phát tài dựa vào công việc làm thêm, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, công sức lao động của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa không nên chi tiêu một cách bừa bãi, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ có kế hoạch tiết kiệm tiền trong tương lai, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc vợ chồng không thống nhất được ý kiến. Về đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi giàu, tuổi hợi. từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này công việc của bạn đang có được báo hiệu tín trị khá chi là thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức và với bạn tuổi dần, bạn luôn kiên cường và luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp để giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù có là việc tượng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa. Trong cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này cũng rất chi là hài hòa, do bạn mệnh là người vừa có tài năng, lại vừa biết làm vừa lòng người khác cho dù có bực bội và nóng nại đến đâu đi chăng nữa thì với bạn tuổi dần cũng có thể kiềm chế bản thân và không bao giờ to tiếng với ai. Và trên tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần, ngày này là một ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc, tế tự. Đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán, nếu thực hiện những công việc này thì tương lai làm ăn sẽ gặp nhiều thuận lợi. buôn may bán đắt với mình về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc tiến triển rất thuận lợi tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa có cách giải quyết cho mọi công việc tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ quan hệ xã giao được thuận lợi tử vi tuổi canh dần thuộc mộc biết làm vừa lòng mọi người tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên cầu tài cầu phúc về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem từ vi ngày chủ nhật này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn luôn chú ý tới cách cư xử của bản thân nhưng như vậy vẫn không có nghĩa là bạn không vướng vào rắc rối nào và trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão do chịu tác động của tị kim chiếu mệnh cho nên bạn mệnh dễ vướng vào tranh chấp với đồng nghiệp và bạn bè gây ra trong ngày hôm nay và với bà tuổi mão, nếu như bạn gặp phải tình trạng này thì không cần thiết phải quá bức xúc và thanh minh cho chính bản thân mình bằng những lời nói. Bạn hãy dùng những hành động thực tế để cho mọi người không còn hiểu lầm và biết rõ lập trường của bạn nữa. Và trong ngày hôm nay với bà tuổi mão, nếu như có việc cần phải đi xa thì bạn mạnh nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng tốt để cho công việc của mình được thuận lợi hơn hướng tốt trong ngày bao gồm hị thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa không nên quá mức bức xúc tranh cãi với người khác, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc chú ý tới các mối quan hệ xung quanh, tử vi tuổi quý mão thuộc kim gặp phải rắc rối trong công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tử thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thìn trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tư hại cái điều này khiến cho bạn tử thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay khi bạn đưa ra một quyết định nào đó bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người thậm chí là quản phản đối một cách quyết liệt nữa những chuyện không như ý có thể xuất phát từ chính bạn bè hoặc là người thân của bạn. Tuy nhiên, với bà tự Thìn, dù bạn mệnh cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, thì cũng nên hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ của mình trở nên căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng chưa thực sự có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Khi trò chuyện, hai người đều cần phải cực kỳ kiên nhẫn, không nên nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sẽ ra tranh chấp trong họa hàng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ tử vi tuổi canh thìn thuộc kim vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cho nên cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ và nửa kia lại rất chi là hòa hợp bạn cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng với người ấy và bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống cũng chẳng có gì là ghê gớm cả Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì cũng cố gắng mở lòng hơn với những người khác giới. Và bạn biết rằng, muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn. Nếu chỉ ngồi in một chỗ thì chẳng có ai chủ động đến với mình cả. Tuy nhiên, trong cái vận tình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là điểm báo xấu trong sự nghiệp của bạn mệnh do những mâu thuẫn với cấp trên mà với bà tuổi tỵ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ việc. Nếu muốn thành công trong tương lai thì với bà tuổi tỵ không nên dễ dàng bỏ cuộc như vậy nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, luôn cố gắng mở rộng lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, mâu thuẫn, xích mích với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên dễ dàng bỏ cuộc khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có những suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi câu chuyện. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với ba tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương phá cảnh báo cho bà tử ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay và cho dù túi tiền của bạn đang có rụng rịnh đến thế nào đi chăng nữa mà cứ tiêu tiền không kiểm soát được thì cũng sẽ chẳng bao giờ giàu được bạn tử ngọ nhé và với bạn tử ngọ, cho dù bạn là côn giáp có số phát tài bất ngờ, nhưng nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực về kinh doanh, buôn bán thì vẫn cần phải tránh đưa ra những quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay, bởi trước mắt bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy và bạn cần phải bình tĩnh hơn chờ đợi một thời khơ khác thích hợp hơn với mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bà tử ngọ bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn có phần lại được tốt đẹp bạn mạnh và nửa kia luôn rất yêu thương và quý trọng nhau cho dù đã kết hôn từ lâu hay là mới đến với nhau thì bạn cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho cả hai người bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong mọi công việc nhà nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên chi tiêu quá hào phóng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa không nên đưa ra những quyết định về đầu tư tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi mạo mùi phù trợ. Về cơ bản, công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đang tiến triển rất thuận lợi. Nhưng đôi khi, bạn lên những kế hoạch lại quá xa vời với thực tế, thậm chí là có phần ảo tưởng vì bạn chưa đánh giá xác thực được năng lực của mình hoặc là tình hình thực tế. Bù lại, với bà tuổi mùi, bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cho nên các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay lại phát triển rất chi là tốt đẹp. Vì vậy, bạn đang có được cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày, sẽ có người dẫn đường chỉ lối cho bạn có được tương lai, đường đi thích hợp hơn. Tuy nhiên, trong ngày này với bà tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khác cho thấy với bà tuổi mùi đang dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội cho nên quên mất việc quan tâm giúp đỡ cho nửa kia của mình. Và bạn đừng có tìm cách đẩy mọi công việc cho người ấy bởi việc xây dựng mái ấm gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai cả. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc tiến triển khá thuận lợi. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, cần phải xác định rõ năng lực của mình. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, không nên đẩy hết công việc cho nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bà tuổi thân, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan nâng đỡ, chua nên với bà tuổi thân phát triển tốt trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thời điểm cuối năm chính là thời điểm để cho tất cả mọi cơ quan, đơn vị tổng kết những điều mà mình đã làm được và nếu như bạn cố gắng không ngừng trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì rất có thể đây là lúc bạn thu nhật được thành quả xứng đáng với mình. Và để cho công việc có những bước tiến thuận lợi hơn trong tương lai thì với bạn tuổi thân nên cởi mở hơn khi tiếp thu những cái mới và đôi khi những điều bạn tin tưởng lại quá lạc hậu cần phải thay đổi góc nhìn nhận vấn đề sẽ khiến cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn ngày chủ nhật này với bạn tự thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn bạn và nửa kia có thể sẽ ra sự tranh cãi trong ngày vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường và bạn chớ nên nóng nảy nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đối với những người làm nghiên cứu sẽ phát triển tốt. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cởi mỡ hơn trong tiếp thu ý kiến. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. từ vi tuổi dậu chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu cho nên với bà tuổi dậu đang có những phản ứng nhanh nhạy có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối. Tuy nhiên, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gọ với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình nữa. Và ngày này với bạn tuổi Dậu là một ngày rất vượng vận về đào hoa, cho nên bạn mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho sự đồn đại và nghi ngờ gây tác động xấu tới tình cảm vợ chồng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Dậu là không nên va chạm với cấp trên hoặc là những người có chức tước trong chính quyền. Nếu có thể, tốt nhất là bạn nên tránh tiếp xúc trong thời điểm này nếu không dễ bị chèn ép hoặc là tranh chấp. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy khả năng ứng biến tốt trong khi đối diện với rắc rối. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa sẵn sàng gây gõ, nội nóng với mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim tránh va chạm với cấp trên người có chức quyền vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn Tỵ tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành nhị hợp nâng đỡ cho nên với bà tuổi Tuất làm ăn được thuận lợi và rất có thể với bạn sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Bạn hãy nhanh tay để nắm bắt cơ hội, đừng có để cho bản thân mình phải nối tiếc về sau này. Với bạn mệnh tuổi tốt, luôn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Xong, nếu như gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, thì bạn không nên giấu giếm hoặc là lấp liếm đi. Việc này không chỉ gây hại cho chính bản thân bạn, mà còn có thể ảnh hưởng tới cả công việc chung nữa Với bạn tử tốt Bạn nên chia sẻ để mọi người cùng giúp đỡ cho bạn Bên cạnh đó Trong cái vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn tử tốt Bạn lại đang gặp ngày có Màu khác với thổ Cái điều này cho thấy Về phương diện tình cảm của bạn Lại không được tốt cho lắm Bạn và nửa kia Đang có những bất đồng quan điểm với nhau Trên một số phương diện nào đó Và với bạn nên chờ cho cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi ngồi thảo luận bởi trong lúc nóng nảy thì sẽ chẳng có ai muốn nghiêng theo lời của ai cả vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tìm được mối đầu tư có lời tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội không nên chần chừ do dự tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên cố tình chia dấu vấn đề tử vi tuổi canh tuất thuộc kim vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm. Từ vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, chia sẻ những khó khăn với mọi người. và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 4 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Con số may mắn, số 4, số 6. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì sẽ có được một ngày khá chi là yên bình. Bạn tuổi hợi, bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới. Cuộc đời không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy bạn hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào những khuyết điểm của mọi người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, đem lại cho bạn có được nhiều dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Với bạn tuổi Hợi có thể nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên vì bạn là người không toan tính và đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Cuối năm càng là thời điểm để cho bạn bứt phá để hoàn thành tốt công việc của mình, kết thúc một năm tốt đẹp. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ đối với những bạn đang quản độc thân thì được săn đón từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc hãy mở lòng hơn với mọi người từ vi tuổi tân hợi thuộc kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy thời điểm thích hợp để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số một số chín giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.